Sáng ngày 10 tháng 10, thị xã Đông Triều đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm 2023. Hưởng ứng chương trình có các đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Nguyễn Quang Đán, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trần Bích Vân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh, lãnh đạo Viettel Quảng Ninh, VNPT Quảng Ninh, Ngân hàng Agribank, lãnh đạo các phòng ban cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã phường và 162 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thị xã. Năm 2023, năm trọng điểm trong xây dựng dữ liệu số, tạo bứt phá về chuyển đổi số toàn diện với ba định hướng trọng tâm: người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; doanh nghiệp được khai thác dữ liệu mở do cơ quan nhà nước cung cấp để phục vụ sản xuất kinh doanh; cơ quan nhà nước sử dụng dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu mở từ máy sinh ra theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ tại quyết định số 09 của tỉnh ủy và tiếp tục triển khai kế hoạch số 59 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thiện chính quyền điện tử về chuyển nhanh sang chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số phát triển, xây dựng xã hội số trên địa bàn. Chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023: khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quảng bá toàn dân, tăng cường sử dụng các sản phẩm dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. Tại chương trình, Ủy ban nhân dân thị xã đã khen thưởng cho 6 đơn vị, 3 tổ công nghệ số cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thị xã năm 2023. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2023, thị xã Đông Triều tổ chức các gian hàng tuyên truyền, giới thiệu các nội dung thực hiện chuyển đổi số, giới thiệu một số giải pháp liên quan đến chuyển đổi số, đồng loạt ra quân triển khai hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số cá nhân tại Trung tâm Hành chính công thị xã, Hội trường Ủy ban nhân dân xã Việt Dân, chợ Mạo Khê và các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường Mạo Khê.